Xin chào các bạn. Rất lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau. Và hôm nay thì tôi sẽ có một cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Mà gần đây thì tôi được rất nhiều các bạn học viên cũng như là các bạn đại chủ spa có liên hệ với tôi và nhắn tin cho tôi hỏi là về cái vấn đề giữa PRP và PRF. Thì hai cái dạng sản phẩm này thì nó khác nhau như thế nào và cái nào tốt hơn? PRF và PRP thì cái nào tốt hơn? Một số ý kiến thì cho rằng là PRF là cái thế hệ thứ hai, thế hệ sau của PRP nên nó có nhiều ưu điểm và cái tác dụng tốt hơn trong việc là trẻ hóa da cũng như là chúng ta sử dụng một số cái kỹ thuật để chăm sóc da. Vậy thì thực tế PRF là gì và nó có tốt hơn PRP không thì các bạn theo dõi video tiếp theo nha. Và nếu mà bạn nào mà chưa đăng ký kênh của tôi thì có thể bấm xuống phía dưới cái nút đăng ký kênh cũng như cái nút subscribe phía dưới đăng ký để có thể nhận được những cái video tiếp theo, những video sớm nhất từ tôi. Nếu mà bạn nào xem xong cái video này của tôi có những thắc mắc gì hay là có những cái ý kiến gì có thể comment phía dưới giúp tôi để tôi có thể giải thích rõ thêm cho các bạn PRF và PRP nó khác nhau như thế nào. PRF và PRP thì đều là hai cái thuật ngữ mà nó có từ rất lâu rồi. PRP cũng nghĩa là platelet rich plasma, có nghĩa là huyết tương giàu tiểu cầu. Còn cái PRF ấy, thì nó viết tắt của từ tiếng Anh là platelet rich fibrin, có nghĩa là cái mạng fibrin giàu tiểu cầu. Thì cả hai cái loại sản phẩm này người ta đều phải quay ly tâm máu, sau đó người ta tách ra cái thành phần mà nó có huyết tương giàu tiểu cầu hay là fibrin giàu tiểu cầu. Và hai cái sản phẩm này thì người ta đã ứng dụng rất là lâu rồi trong cái quá trình mà trị liệu các cái bệnh lý, đặc biệt là một số bệnh lý về xương khớp, các cái bệnh lý về răng hàm mặt, một số các cái kế ghép mô cũng như là người ta ứng dụng rất là nhiều và từ rất là lâu rồi. Để người ta tạo ra được PRF thì người ta sẽ cần một cái quy trình để quay ly tâm nó khác hoàn toàn với lại tạo ra PRP. Đối với PRF thì người ta quay ly tâm máu bình thường và không sử dụng chất chống đông, và người ta chỉ quay với cái tốc độ thấp thôi, để sau đó thì người ta sẽ tách ra được hai lớp là lớp huyết tương có chứa tiểu cầu và lớp hồng cầu. Và sau đó do là cái máu chúng ta ly tâm ấy, chúng ta không sử dụng chất chống đông, nên là ngay lập tức sau cái lần ly tâm đầu tiên đó thì cái phần huyết tương bên trên nó chứa tiểu cầu và cái tiểu cầu nó bị kích hoạt, nó bị hoạt hóa và tạo ra cái mạng lưới fibrin. Sau đó thì trong cái mạng lưới fibrin đó nó sẽ nắm, nó chứa giữ các cái tế bào tiểu cầu ở trong đó, và người ta dùng một cái dụng cụ, người ta nhấc cái phần khối fibrin giàu tiểu cầu đó ra và người ta sử dụng trong các cái trường hợp, một số cái trường hợp khuyết ổ răng hoặc là một số cái trường hợp sau khi người ta nhổ cái răng số 8 ấy, thì người ta đặt cái mạng lưới fibrin giàu tiểu cầu đó vào để nhằm mục đích là kích thích cái mô răng, cái mô xương ở đó nó liền nhanh, nó tạo ra tăng sinh cái mô xương, nó lấp đầy vào cái ổ răng đấy. Đó là cái về cái tác dụng cũng như là cái quy trình mà làm ra PRF. Còn đối với PRP ấy, thì người ta có thể quay một lần hay quay hai lần, nhưng cái mục đích tối cao của cái việc mà chúng ta tạo ra PRP là chúng ta tạo được, giữ được nguyên cái khối lượng tiểu cầu nhiều nhất, cô đặc cái số lượng tiểu cầu nhiều nhất ở trong một cái khối lượng thể tích huyết tương nhất định. Sau đó thì người ta dùng cái phần huyết tương giàu tiểu cầu đó, người ta hoạt hóa cái tiểu cầu và người ta lấy cái sợi fibrin ra khỏi cái phần thành phần hoạt hóa đó, và cái phần còn lại nó chứa hoàn toàn là các cái chất tăng trưởng cũng như là các cái hạt có cái chức năng là hồi phục mô, cũng là giúp tái tạo các cái mô. Đó là cái sự khác nhau giữa cái việc là tạo ra PRP và PRF, cũng như là cái cách sử dụng PRP và PRF hoàn toàn là khác nhau. Và cho tới điểm hiện tại thì tôi cũng chưa thấy là cái chỗ nào, cái đơn vị nào người ta sử dụng cái PRF trong cái cho các dịch vụ trẻ hóa da cả, bởi vì là không thể nào mà sử dụng cái mạng fibrin đấy để đưa vào trong da được, cũng như là không thể nào mà chúng ta có thể tách được cũng như là lấy được tối đa các cái chất tăng trưởng để mà chúng ta tiêm vào trong da được. Và đến cho đến hiện tại thì cái PRP vẫn là cái sản phẩm mà dùng tốt nhất cũng như là có hiệu quả nhất trong cái quá trình mà phục hồi, tăng sinh cái collagen cũng như là trẻ hóa da. Và tôi hy vọng là sau cái video này thì các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về cả hai cái sản phẩm PRF và PRP cũng như là ứng dụng của nó trong cái quá trình mà trị liệu thẩm mỹ hay là điều trị một số cái bệnh về răng miệng. Và bên dưới thì tôi cũng đặt một số cái đường link thông tin về các cái phương pháp PRP và PRF
từ những cái trang web cũng như những cái địa chỉ chính thống cho các bạn có thể tham khảo được. Cũng như là nếu mà bạn nào mà chưa đăng ký kênh của tôi thì có thể là bấm vào nút subscribe phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của tôi.